sẽ phải đối mặt với tình huống 1 đánh 5 đét trụ rồi. Cơn mưa dưa hấu được mở lên tay. Kết quả của Uno Mu kèm theo đó là thiên nhiên như vậy. Anh ta lấy đi màn gục của Butterline nhưng mà không, anh ta vẫn còn thoát chạy được thành công. Mohat giờ 3 từ người một chỉ cũng với giao tranh đầu tiên của trận đấu. Mohat tốc biến lên, anh ta có một pha bạc tay gộp thành công được Vera đấm chân không, và chiến công đầu đã có dành cho Rap rồi. Và có thể Ellen sẽ là người bắt bướm tiếp theo. Anh ta biến lại con bướm của mình luôn, nhưng mà có vẻ là anh ta đã sai rồi. Rap đang rất thấp máu, John đang cố gắng hạ gục anh ta, đấm chân không và hất lên thành công. John vẫn chưa thể hạ gục được, anh ta tóc biến lên, anh ta vẫn chưa thể hạ gục một đường. Một cái bạc tay một lần nữa đến từ Mohat và đó là màn dành cho anh ta. Rap và Ibanez là hai con bài đang phối hợp quá. Anh nghĩ Rap đã phải nằm xuống rồi. Vera đang nhào vô trong khu rừng nhưng mà Mohat là người cản lại. Then cũng đã xuất hiện rồi. Mohat đang cố gắng chạy nhưng mà anh ta chạy được hay không đây? Anh ta có một pha bạc tay gộp rất đẹp và anh ta vẫn thoát đi được thành công. Đó là Mohat. Sẽ có giao tranh khu vực đường dưới trên line của Mohat rồi. Đó là một cú la hán đẩy tới đây, nhưng mà bên đây thì đó là một cú thiên nhiên vô về. Ba người quá đẹp đến từ Mohat em ơi. Mohat đã là người mở combat của trận thi đấu này rồi, và đây sẽ là cái combat cuối cùng của trận đấu này. Hay chăng đây cơn mưa dưa hấu cũng đã được sử dụng, quân đội cũng đang dồn mục tiêu của mình lên tới đó là eo. Nhưng mà bên đây thì đó là một cú thiên nhiên vô về quá đẹp đến từ Mohat. Mohat đang áp lực lên 5 người nha, anh ta muốn vào hay không đây? Đó là một cú hủy lưu bu rất đẹp đến từ Mohat. Thiên nhiên vô về 4 người pha nát tại bạn rồi. Bảy đang múa rất đẹp nhưng mà anh ta cũng phải nằm xuống với cú thiên nhiên dỗ về đến từ Mohat. Mohat lao vào với cú ủi lưu bu, cơn mưa dưa hấu được kích hoạt lên nhưng mà Shocker đang cố gắng bỏ chạy. Bên đây thì Mohat vẫn muốn chơi, anh ta lùi vào một lần nữa. Thiên nhiên dỗ về AD tên bạn bay màu không ăn đồ luôn, và một mình anh ta đang cân hai ở vị trí tại đây. Đó là top 1 Ghost đến từ Sonic bảo lùi, anh ta ao ngay được cái mạng của Volatilo. Tiếp theo đó là Caletili, anh ta đang mở anh tiêu để dọn những con quái, và con tim hai môn nó đang còn quá nhiều máu. Một viên tri kích chính xác nữa, quá thốn bé ơi. Hai viên tri kích chính xác, chỉ còn 1/5 ống máu thôi. Mohat vẫn cố gắng đét nhà, anh ta phải dọn con tiếng hoài môn này. Gỗ xưa đã phải nằm xuống bên kia thì Rai quậy quá gì. Double kill, ăn 3 tô cơm dành cho Rai tới nơi rồi. Nhưng mà bên đây thì đó là Mohat, anh ta lùi thẳng vô luôn. Một qua bán cùng tà ma để chuyển sang tô tường. Galatine đang cố gắng áp lực nhưng mà đó là một tình huống tô tường quá đẹp đến từ bao lùi. Anh ta bán tô tường chuyển sang nhanh thôn. Đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Vương quốc quan đến từ Gido, và đây là bên mười của Mohat. Một lượng sát thương quá lớn và khổng lồ, anh ta chuyển băng xương sang giáp hồi sinh. Và anh ta có double kill trước double kill rồi, còn quá là kiểu dưới đèn quá nhiều người. Nhưng đây là Mohat một quá bay vào quá nhanh mà đau đèn rất thập máu rồi em ơi. Mohat đã tới và ta có một mày hạ gục một phân tiêu lẻ luôn, và double kill dành cho Mohat, và rất có thể sẽ là triple kill. Phút căng thẳng nhất của trận đấu đây là Mohat, anh ta tốc biến lên, anh ta cầm được 3-4 người. Một game tiêu được mở ngay giữa phạm vi trung tâm và anh ta vẫn còn đẩy được, anh ta còn vượt qua tốt. Đó là Mohat, anh ta quay một lần nữa. Mohat sẽ làm sao đây khi mà một mình anh ta phải công ba vị trí đấu? Đây sẽ là giây phút căng thẳng nhất của trận đấu này. Mohat đang một mình tiên phong và anh ta lao lên với một cú gặp ba người là quá đẹp em ơi. Và Vera đã phải đâm xuống và cái combat này sẽ Mohat bị kéo lại, anh ta có thuật nhầm thuẫn và đây sẽ là kết thúc trận đấu này. Naruto cắt ngang ở cánh cầu kiều và Mohat lao vô thì thôi rồi bé ơi, quá nhiều lượng sát thương và đó là ngũ xương của Mohat. Như vậy là combat cuối cùng sẽ xảy ra khu vực đường giữa. Butterline đang nhào vô, Mohat đang rất thấp máu rồi, anh ta quá chào, anh ta lao thẳng vô 3-4 người đó. Một kia dành cho Mohat và rất có thể cứ một kiều và anh ta sẽ quét sạch đi cả ban thi đấu này. Tem họ đang cố gắng dĩ rồi, Amelie đang dồn lên, nhưng bên đây thì đó là thú khốn đến từ Arum mà có một mạng hạ gục dành cho Mohat. Ngủ không lao vô gõ được hai gõ nhưng mà anh ta sẽ phải trả giá bằng chính cái mạng của mình. Toilet cũng sẽ phải nằm xuống trước một kiều dành cho Mohat. Mohat đang quẩy quá vì anh ta lao thẳng vô hai người còn lại, qua ra kiều và đó sẽ là Mega kill. Mohat đang hô rất nhiều rồi, và đây là thiên gừng đến từ Yata. Toro lao vào, anh ta hất tung được 3-4 người. Một cánh tiêu là quá đẹp, hãy giúp xin mời hạ gục thành công được một người. Mohat quay ngược lại một lần nữa, anh ta lao thẳng vô 3-4 người. Và bên kia thì Zuka hạ gục thành công được Violet. Bên đây thì Jan mở thanh quang hút lên, anh ta bật nhâm thẫn rồi nhưng mà Zuka không cho phép điều đó. Anh ta vẫn cố gắng dĩ. Mohat lao thẳng vô một lần nữa. Mohat làm quá tốt trong trận thi đấu này. Một lần nữa nổ ra khu vực hang rộng, Mohat lao thẳng vô 3 người. Một cái gộp quá đẹp em ơi. Hai mày hạ gục dành cho anh ta ngay lập tức. Và Mohat vẫn cố gắng truy đuổi, anh ta lao thẳng vào một lần nữa. Tolin, anh ta chạy cái kiểu gì đây khi mà non là gỗ xương của Mohat. Những diễn biến cuối cùng của trận đấu này, Zuka đang cố gắng đến nhà bằng chính cái mạng của mình nhưng mà anh ta còn một lượng máu là quá hết rồi. Mohat đang phải công bảo và chỉ thế là anh ta tóc biến lên một con gọt khó đông máu luôn. Một con tóc đang yên anh cuối cùng của trận đấu. Bên đây thì Mohat anh ta lao thẳng vô hai người. Ô Mohat đang dồn rất nhiều sát thương, Tara đã phải đâm xuống và anh ta tóc biến thẳng vô trung tâm chứ qua cười một kiểu gì. Chỉ còn
một mình MOH bị vướng lại tiếng sau của giao tranh thôi. Một mình anh ta đang lao thẳng vô anh Bơm, nhưng mất nhát tay đại đao cũng đã được sử dụng. Murat sẽ phải thoát chạy bằng chính chiêu một của mình. Tay đại đao đến từ MOH, Joker đang bật miệng nhiễm lên, anh ta rất hổ báo cáo chồng và ta sẽ phải trả giá vì pha hổ báo cáo chồng của mình. Tay đại đao một lần nữa đóng kêu dành cho MOH, anh ta gần 2 cân 3 thành công rồi bé ơi. Bazooka mắt thăm là thành viên thứ tư. MOH đang một mình cân 4. Mina đang cân tắm máu rồi, cô ta quay cái kiểu gì nữa đây khi mà không còn tay để quay nữa. Và tiếng gọi tử thần đang kế bên rồi, MOH sử dụng mắt ma Suka, ta không thể chạy bằng cái nào. Đạo tranh cuối cùng của trận đấu này khi mà Gidu Sugar đã đi là người đầu tiên phải nằm xuống. Amelie còn một lượng máu là quá ít. Ở right của MOH anh ta bị ưu tiêu lao thẳng nhưng vào một người chuối một kill dành cho MOH. Còn Winen bị sóng qua ra kill và thành viên cuối cùng là Rắc Mập Địch, 5 con gà luôn chú ba ơi. Đạo tranh cuối cùng của trận đấu này, Sugar Daddy đang chối chương được một người và mắt thăm Suka đã phải nằm xuống rồi. Đó là MOH anh ta có một pha trốn quá đẹp, ba thành viên nằm xuống ngay lập tức qua ra kill dành cho MOH. Và đó là 5 giết. Chuẩn bị lên top 1 gỗ xưa mà gặp ngay ít nào nghĩa thì sao? Thì tới luôn chứ sao nữa bác tài ơi. Mở màn pha giao tranh đầu tiên đó là ở khu vực hang rộng. Rồi tôi chơi cơn mưa dưa hấu vô cái con bé Illuminati này, rồi nó cho nó đi bắn mối lục bột. Tiếp theo là một pha gình mò con cú bắt con cù. Đó, tôi đẩy con bé này về rồi con bé vào lông này cho nó đi bán muối luôn. Diễn biến tiếp theo là một pha solo kill của tôi với lại ít nè nghĩa ha. Khúc này nghĩa còn nửa cây thôi, nghĩa xài tô tượng rồi nghĩa chạy được ha. Khúc này tôi cũng mong men, cũng tính làm highlight rồi đó. Đó lũi vô luôn đó. Đó. Rồi xong rồi. 2-2. 2-2. Khúc này thấy ngu ngô rồi. Tiếp đến là một pha giao tranh trong khu vực bia da đỏ là bo da hồng. Thì khúc này thì thằng Banh Heo nó trưởng ghê quá. Khúc này thì tôi gõ được ông dị thần khỉ với lại ít nào nghĩa luôn. Nhưng mà nghĩa cầm cái con quỷ mắt thăm này gõ vô cái gỗ xưa đau quá. Tiếp đến lại có quýnh lộn ở khu vực đường giữa rồi. Khúc này tôi đang có chiêu một lũi vô luôn, gộp 2 cái lại cơn mưa dưa hấu, tính tiền 2 máy giùm em luôn. Khúc này là giao tranh ở con tím khoai môn nè, nhưng mà pha này tôi chắc bụi rồi mà quỷ ông vị thần nghĩ đâu bay ra luôn nè. Rồi xong rồi chú vô con ban đôn hiền này nó cũng ơi tôi đẩy mắt thăm ra nè. Bột nó đẩy luôn. Thấy nãy giờ mình cũng không làm được gì nhiều nên thôi tôi mở combat này luôn để tôi. Cơn mưa dưa hấu đến từ gỗ xưa. Đó rồi con cưng Gana lụm được cái mạng của thằng này. Gộp 2 con bé này lại. Thật bật thêm cái nhầm thuận nữa, đang nói bị leo lưỡi vậy rồi. Khúc này theo lý thuyết là trận này sẽ kết thúc. Khúc này là dí tôi tới trong trụ luôn nè, nhưng mà quả này tôi cover con ta ra lại tại tôi có nhầm thuẫn nha, nhưng mà mắt thăm ghê quá, bài tới đâu trong đây không à. Dạ sao cái sai lầm đó tem tôi đã bị trả giá bằng con tím khoai môn bự chà bá này nha mọi người. Cơn mưa dưa hấu đến từ tôi, nhưng mà đây là một tình huống giải kịp thời. Mắt thăm anh ta lao vô quá sâu và chấm dứt dành cho anh ta rồi. Nhầm thuẫn cũng đã được có ở đây. Naruto lao ra chém và tất cả hình kia bên kia đang phải lui về. Đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này khi mà MOH tóc biến lên một pha quyết đoán đến từ MOH. Anh ta mở combat một cách đầy bất ngờ và Led đang bị hứng chịu cơn mưa dưa hấu. Tara đang dồn rất nhiều sát thương, cô ta có nằm xuống hay không đây? Và Led vẫn cố gắng nhộn lao nhưng mà không được rồi bé ơi, cô ta phải nằm xuống, phải biến về thôi vì không còn Adet. Nhà sự hiện đến từ mắt tâm bên đây thì MOH đẩy ra sự xuất hiện của ông vị thần khỉ nữa. 3-4 người đã phải nằm xuống và giáp hồi sinh và liềm độc mệnh cũng đã được lên quá nhiều và những cái điện giật đến từ Tulane là quá đau. Và trận thi đấu này sẽ chính thức được khép lại và đó là gỗ xưa của MOH. Giao tranh quyết định trận đấu này khi mà Sugar Daddy đã xích được nguyên thần rồi. Bên đây thì MOH có một tình huống giống 3 người qua đây, bên ta quá chào nó thẳng dùng trước một kêu qua ra kêu ngay lập tức và hình như cuối cùng và đó sẽ là mega kêu. Combat một lần nữa lại nổ ra khu vực đường dưới khi mà MOH sử dụng công bài anh ba điện lực quá chào lao thẳng dùng trước một kêu dành cho chiến tranh đường giữa ở khu vực sông Bạch Đằng rồi bé ơi. Đây là MOH với công bài trai anh ta là quyết thắng dùng trước một kêu qua ra kêu và người cuối cùng đó sẽ là mega kêu dành cho anh ba điện lực. MOH đang tiến lên khu vực đường trên, một con quái vật sẽ tới. Đó là một con tiền nhiên như vậy, 4 người ăn 2-3 tô cơm cùng một lúc và đây sẽ là 3 tô cơm. MOH sẽ quyết định cân 3 vị trí đường giữa hay sao đây khi mà anh ta chỉ còn một
một lượng máu cực kỳ nhỏ. Anh ta vẫn quyết định chơi luôn. Một cú thiên nhiên như vậy ba người ăn ba tô cơm. Đây sẽ là giao tranh cuối cùng của trận đấu này. Mohat Lao vào thiên nhiên như vậy được một người, nhưng mà anh ta đang sử dụng cơn mưa gió. Anh ta đang sử dụng sát thương đến từ bốn người. Anh ta quyết định quay lại một lần nữa với cô luôn. Thiên nhiên như vậy bốn người ăn ba tô cơm dành cho anh ta. Đó là tớ bông cổ sơ. Mohat đang bị truy đuổi bởi bốn thành viên mình tên địch. Anh ta đang chỉ còn một lượng máu cực kỳ ít. Anh ta quyết định quay lại một tình huống ảo nhây. Thiên nhiên như vậy quá đẹp. Tớ bông cổ sơ. Ba tổng đang nổ ra rồi. Mohat đang là người ôm đam đến từ ba bốn người ở trong đây. Cái góc này nó đang quá hẹp. Mohat liệu có muốn chơi hay không? Đây một cú thiên nhiên như vậy bốn người ăn ba tô cơm. Quýnh lộn xảy ra khu vực đường biên. Thiên nhiên như vậy của Mohat dọp được hai người. Tiếp theo đó là cơn mưa như hấu vương quốc càng đến từ Gidu và ai đây? Thì đó là Mohat đang ôm sát thương đến từ ba người. Anh ta thiên nhiên như vậy ba người của Ulubu lần nữa. Sự xung đột của những con khí độc ulti quá trao đến từ anh chị cá. Nhưng mà bên đây thì đó là một tình huống thiên nhiên như vậy ba người gỗ xưa qua đẹp. Mohat anh ta đang gần hai cơn ba. Anh ta chơi xe điện đụng với cú Ulubu. Sẽ là một giao tranh ở đường biên hay sao đây? Anh ta có một cú Ulubu thiên nhiên như vậy ba người. Anh ta đang cơn ba một cái giải rồi được sử dụng cơn mưa như hấu được mở lên luôn. Nhưng mà bên đây thì anh ta vẫn ủi giao một lần nữa. Thiên nhiên như vậy ba người cú Ulubu thêm một lần nữa. Ở hang rồng đang bùng nổ giao tranh, đó là bên 10 lao vào. Nhưng mà bên đây thì đó là cơn mưa như hấu đó từ Mohat. Anh ta ghi nhiên vô dài 5 người ăn 5 tô cơm dành cho Mohat rồi bé. Mohat kêu là mãi quay đầu đưa anh ta đi và anh ta lũi vô tiền. Đó là một cú thiên nhiên như vậy 4 người ăn 3 4 tô cơm. Có một gỗ xưa Mohat anh ta tính cân 3 rồi. Anh ta muốn ăn 3 tô cơm. Cơn mưa dưa hấu được mở lên do bắt buộc phải tốc biến rồi. Nhưng mà anh ta đang chịu sát thương đến từ 3 người. Anh ta chưa dừng lại. Một cú hủy luôn luôn kết hợp với tốc biến. Thiên nhiên vô về anh ta bạc bay mà. Chỉ có một người đối đầu với 3 người thôi. Anh ta quay thẳng vô luôn. Đó là top 1 gỗ xưa Mohat em ơi. Chỉ còn một mình Mohat cân tem thôi. Anh ta một mình cân 4 luôn. Đó là thiên nhiên gỗ về. Phần môn đã được đặt ra nhưng không. Đó là Mohat anh ta lao thẳng vô 4 người. Lao thẳng vô đó